Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, bồ công anh là một loại cỏ dại thế nhưng đã được sử dụng trong y học cổ truyền từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, chắc hẳn là nhiều cô bác ở đây vẫn không hề biết tới. Trong khi đó, lá, rễ và hoa của bồ công anh đều được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để hỗ trợ quản lý lượng đường trong máu, giúp tăng cường sức khỏe của gan và tim mạch. Thậm chí thì tại một số vùng quê, loại cây này còn là một món rau ngon nữa đấy cô bác. Do vậy, trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được chia sẻ cụ thể hơn về một số công dụng điển hình của cây bồ công anh. Xin mời cô bác hãy cùng tôi theo dõi ngay sau đây để phòng khi cần dùng và không bỏ lỡ loại cỏ dại trời ban này cô bác nhé. Lợi ích đầu tiên có thể kể đến đó chính là cải thiện chức năng của gan. Cô bác để ý mà xem, sau độ tuổi trung niên có nhiều cơ quan nội tạng của chúng ta sẽ hoạt động kém hiệu quả. Dễ dàng nhận biết hơn cả đó là gan và dạ dày. Thành ra trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cô bác cần phải lưu ý tránh uống bia rượu và bổ sung các thực phẩm dưỡng tạng hiệu quả. Bên cạnh đó, cô bác có thể sử dụng một số nguyên liệu trong thiên nhiên không tốn một đồng nhưng sẽ có tác dụng giải độc gan cực tốt. Theo các chuyên gia về sức khỏe cho biết, bồ công anh cải thiện các chức năng của gan thông qua việc kích thích gan một cách tự nhiên và thúc đẩy tiêu hóa. Các hoạt chất trong bồ công anh loại bỏ độc tố khỏi cơ thể của cô bác, giúp tái cân bằng điện giải và tái lập hydrat. Tuy nhiên, có một bất lợi đó là bồ công anh rất khó ăn. Vậy nên chúng ta có thể thêm một số loại rau lá xanh khác vào cùng với lá bồ công anh để chế biến món ăn, sinh tố hoặc salad. Bằng cách này, cô bác sẽ không nhận thấy hương vị của nó và thu được các lợi ích sức khỏe của bồ công anh, cô bác nhé. Tiếp theo, bồ công anh có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa. Cũng giống như gan, dạ dày và hệ tiêu hóa sẽ bị trì trệ nếu cô bác không tăng cường sự hỗ trợ cho chúng. Thành ra, đôi lúc cô bác sẽ cảm thấy chán ăn, thậm chí là ăn no nhưng mà bụng vẫn đói cồn cào và cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, bồ công anh kích thích sự thèm ăn. Vì vậy, nếu cô bác nào ở đây đang giảm cân thì nên tránh nó ra. Nhưng nếu cô bác muốn cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa, bồ công anh là một sự lựa chọn rất tốt. Bởi vì các inulin và chất nhầy trong bồ công anh có tác dụng làm dịu đường tiêu hóa và các chất chống oxy hóa của nó sẽ giúp cho hấp thu các độc tố từ thực phẩm và kích thích sự tăng trưởng các vi khuẩn ruột có ích, đồng thời ức chế và ngăn cản vi khuẩn đường ruột có hại của bác nhé. Vậy nên đừng quên thi thoảng thêm bồ công anh vào trong chế độ dinh dưỡng của mình để cải thiện cho hệ tiêu hóa được tốt hơn của bác nhé. Thứ ba, kiểm soát lượng đường trong máu của cô bác. Tiểu đường, đái tháo đường hiện nay là một căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến hơn. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 10 năm qua, số bệnh nhân mắc bệnh ở nước ta tăng 211% đấy cô bác. Do vậy, Việt Nam đang nằm trong số các quốc gia có tốc độ tăng bệnh nhân tiểu đường cao nhất trên thế giới. Tuy vậy, không phải là cô bác nào cũng biết rằng mình bị bệnh để có thể có kế hoạch điều trị và chăm sóc cho hợp lý. Có một số người có thể bị tiểu đường trong vài tháng hoặc thậm chí là vài năm mà không nhận ra rằng mình bị bệnh vì những dấu hiệu có thể xuất hiện một cách không đáng kể. Vậy nên cách tốt nhất là cô bác nên phòng ngừa căn bệnh này kể cả khi chưa mắc bệnh. Theo các chuyên gia về sức khỏe, bồ công anh đã được sử dụng trên khắp thế giới như một cách tự nhiên để kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Giới khoa học cũng đang tìm hiểu tác dụng này của bồ công anh trên cơ thể, nhưng các nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng các hợp chất trong bồ công anh có thể giúp làm giảm lượng đường trong máu ở những cô bác nào mắc bệnh tiểu đường. Thành ra, việc ăn loại rau này ít nhiều cũng có tác dụng phòng ngừa đường huyết tìm đến cô bác nhé. Công dụng tiếp theo không thể nào bỏ qua đó chính là phòng chống ung thư. Có lẽ một trong những lợi ích sức khỏe hấp dẫn nhất của cây bồ công anh đó chính là khả năng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư trong nhiều cơ quan khác nhau của cơ thể chúng ta. Một nghiên cứu kéo dài 4 tuần trên chuột cho thấy rằng sử dụng chiết xuất từ rễ cây bồ công anh có thể ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư vú của bác nhé. Hơn nữa, các nghiên cứu trong ống nghiệm đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ rễ cây bồ công anh có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư trong mô gan, ruột kết và dạ dày đấy của bác. Và cuối cùng, trà bồ công anh giúp tỉnh táo thay thế cà phê. Cô bác sẽ tìm thấy một sản phẩm được điều chế từ rễ cây bồ công anh trong các cửa hiệu thuốc.
Chúng được coi như thực phẩm chăm sóc cho sức khỏe tự nhiên. Tuy nhiên lưu ý là thành phần phải không chứa hóa chất và thuốc trừ sâu trong quá trình chế biến của bác nhé. Chia sẻ cụ thể hơn để cô bác hiểu rõ thì rễ cây bồ công anh non sau khi rang lên sẽ có màu nâu đen, sau đó được ngâm trong nước nóng và lọc cặn. Nếu cô bác yêu thích cà phê thì đây là một sự thay thế tuyệt vời cho chúng ta. Do cà phê không được khuyến khích nếu cơ thể của bác xuất hiện phản ứng tiêu cực, nhưng bồ công anh thì hầu như là không có phản ứng tiêu cực nào. Vì vậy mà cô bác có thể thay thế cà phê bằng trà bồ công anh vào mỗi buổi sáng để khởi động ngày mới đầy hiệu quả của bác nhé. Cách sử dụng bồ công anh nếu cô bác có sẵn ở trong vườn. Ngày nay, bồ công anh có thể dễ dàng tìm kiếm hay trồng ở trong vườn nhà mình. Đó chính là lý do cô bác có thể uống trà bồ công anh bất kỳ khi nào. Đồng thời, cách chế biến và xử lý thành phần của cây cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, có một nhược điểm mà cô bác dễ bỏ qua, đó chính là hóa chất cho cây trồng. Theo các nghiên cứu, bồ công anh nên được thu hoạch từ khi còn nhỏ. Sau khi thu hoạch, cô bác cần phải làm sạch và xử lý những chất bẩn trước khi tinh chế. Cô bác hãy đổ nước nóng lên thân cây hay là phần rễ mà cô bác dùng để điều chế. Sau đó tiến hành xay và bảo quản thành phẩm. Bồ công anh sau khi chế biến sẽ có thể dùng để ngâm trà uống. Mỗi lần cô bác chỉ cần ngâm khoảng từ 1 đến 2 thìa cà phê, bột rễ hay là lá trong nước nóng 10 phút là có thể thưởng thức rồi cô bác nhé. Như vậy là trà bồ công anh được biết đến với 5 công dụng tốt cho cơ thể của cô bác. Vậy nên chúng ta hãy chế biến tùy theo sở thích của mình để tăng cường và cải thiện cho sức khỏe của bác nhé. Bên cạnh đó, như tôi đã chia sẻ thì tiểu đường hay căn bệnh đái tháo đường là một trong 3 nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chỉ đứng sau bệnh tim mạch và ung thư mà thôi. Tuy nhiên căn bệnh này có thể phòng tránh và điều trị từ chính chế độ dinh dưỡng hàng ngày của cô bác. Thậm chí với những cô bác nào ở đây đang mắc phải hoặc là có người thân bị căn bệnh tiểu đường thì chỉ cần lựa chọn đúng 2 thực phẩm này vào mỗi buổi sáng, cô bác sẽ cải thiện tốt bệnh tình của mình. Sống khỏe mỗi ngày sẽ chia sẻ cụ thể hơn với cô bác trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay. Thực phẩm đầu tiên khá quen thuộc với nhiều cô bác đó chính là bột yến mạch. Cô bác nào ở đây mắc phải bệnh này hoặc là có bố mẹ chồng đang bị tiểu đường thì chắc hẳn yến mạch là thực phẩm quen thuộc với chúng ta rồi, có đúng không nào? Thế nhưng tại sao tôi lại điểm tên một món ăn mà ai cũng biết để chia sẻ với cô bác? Đúng là bột yến mạch hiển nhiên là tốt cho những cô bác mắc bệnh tiểu đường. Thế nhưng không phải cô bác nào ở đây cũng biết thời điểm để ăn yến mạch một cách tốt nhất. Thậm chí có nhiều cô bác ăn một cách vô tội vạ bởi vì cho rằng chúng an toàn. Tuy nhiên nếu cô bác muốn chúng có thể phát huy được công dụng vốn có thì buổi sáng chính là lúc phù hợp nhất để cô bác sử dụng đấy nhé. Như chúng ta đã biết thì yến mạch có thể kiểm soát được lượng đường trong máu. Sở dĩ như vậy là do yến mạch có chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan của bác nhé. Loại chất xơ này có thể hấp thụ trong ruột, tạo thành chất dẻo, dày, giống gel. Mà cô bác có biết không, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này có thể giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu của chúng ta một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, một lý do mà cô bác nên sử dụng yến mạch vào buổi sáng đó là trong bột yến mạch, đặc biệt là yến mạch tinh khiết, không GMO, có khả năng giúp giảm đề kháng insulin và giảm cholesterol, đồng thời nâng cao sức khỏe của tim mạch cho những cô bác nào mắc bệnh tiểu đường. Trong khi đó, vào buổi sáng, thường thì lượng cholesterol trong cơ thể của bác luôn đạt ngưỡng cao hơn so với các thời điểm khác ở trong ngày. Ngoài ra, cô bác bị bệnh tiểu đường ăn yến mạch còn giúp bảo vệ da, điều chỉnh độ pH của làn da, giảm viêm da, ngứa da nữa. Mặt khác, yến mạch có chứa nhiều chất xơ giúp cho cô bác cảm thấy no lâu hơn, từ đó sẽ giúp giảm cân, quản lý được cân nặng. Điều này rất tốt đối với những cô bác nào mắc bệnh tiểu đường mà bị béo phì nữa, cô bác nhé. Vậy nên, việc thường xuyên bổ sung yến mạch vào trong thực đơn buổi sáng của cô bác đang mắc phải căn bệnh này là điều hoàn toàn cần thiết. Tốt nhất là chúng ta nên ăn từ 100g yến mạch cùng với các loại rau củ quả mỗi ngày để đạt được hiệu quả tối đa của bác nhé. Thực phẩm tiếp theo cô bác có thể thay thế đồ ăn sáng thông thường đó chính là sữa không đường. Tôi biết rằng có nhiều cô bác ở đây rất chú trọng bữa ăn sáng của mình. Thành ra cô bác thường mua bún phở, các loại bánh mì kẹp trứng, kẹp thịt, pate và chắc chắn kèm theo đó không thể nào thiếu sữa tươi.
Tuy nhiên, cô bác có thể không biết rằng những thực phẩm này có chứa hàm lượng đường khá lớn. Đối với những cô bác có sức khỏe bình thường thì ăn thường xuyên, khả năng mắc bệnh tiểu đường đã cao rồi. Chứ chưa nói đến những cô bác nào đây đang chẳng may mắc bệnh này thì việc ăn các đồ ăn mà tôi vừa điểm tên sẽ khiến cho bệnh tình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Vậy nên, cô bác cần phải thay đổi thói quen này. Thay vì uống sữa tươi có đường thì chúng ta nên đổi qua các sản phẩm sữa không đường, cô bác nhé. Có thể là nhiều cô bác ở đây chưa biết nên tôi sẽ chia sẻ rõ hơn. Sữa tươi không đường là các sản phẩm sữa được làm từ nguyên liệu sữa bò thô, thông qua phương pháp xử lý tiệt trùng hoặc là thanh trùng nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, nhưng không được thêm đường để tạo vị ngọt. Hơn nữa, không vì vậy mà sữa tươi không đường đánh mất đi các chất dinh dưỡng vốn có đâu, cô bác nhé. Mà ngược lại, loại sữa này còn có chứa đa dạng thành phần dinh dưỡng khác nhau như là carbon hydrate, các loại vitamin bao gồm vitamin A, vitamin B, vitamin D cùng với nhiều các khoáng chất khác. Một số nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng sữa có thể làm cải thiện bệnh tiểu đường type 2 mà cô bác dễ mắc phải. Loại sữa chủ yếu được đề cập đến trong các nghiên cứu là loại sữa ít béo, tách béo, không đường hoặc là sữa chua đấy cô bác. Chưa kể, nghiên cứu còn chỉ ra rằng nếu hấp thu nhiều sữa hơn trong độ tuổi thiếu niên sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 khi trưởng thành. Tức là cô bác có thể cho các cháu nhà mình sử dụng sớm loại sữa này để hạn chế nguy cơ mắc bệnh trong tương lai của bác nhé. Chính vì vậy, mỗi ngày chúng ta chỉ nên uống từ 1 đến 2 cốc sữa và cần cân bằng dinh dưỡng từ sữa với các thực phẩm khác nữa. Và tất nhiên, sử dụng sữa không đường sẽ tốt hơn nhiều so với sữa có đường hoặc là ít đường đấy của bác. Trên cơ bản, hầu hết các loại sữa bò đều bao gồm thành phần là carbon hydrate. Để an toàn, tốt hơn hết là chúng ta nên chú ý cân nhắc đến thành phần này khi sử dụng. Đặc biệt là nếu cô bác đang mắc phải căn bệnh tiểu đường thì cần ưu tiên các dòng sản phẩm thay thế là sữa bột dành riêng cho người bệnh tiểu đường của bác nhé. Cô bác thân mến, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng bồ công anh không chỉ là một loại cỏ dại. Nếu như biết cách sử dụng thì ngược lại chúng sẽ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Hơn nữa, loại cây này còn có thể ngăn ngừa và cải thiện một số căn bệnh nguy hiểm mà cô bác dễ mắc phải sau đây. Lợi ích đầu tiên có thể kể đến đó là cải thiện chức năng của gan. Tiếp theo, bồ công anh có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa. Thứ ba, kiểm soát lượng đường trong máu của cô bác. Công dụng tiếp theo không thể bỏ qua đó là phòng chống ung thư. Và cuối cùng, trà bồ công anh giúp tỉnh táo thay thế cà phê. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng với cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.